Rồi chai nước gì mà đen hết luôn rồi. Bà ơi, chai nước đen hết rồi. Dạ. Ủa cái gì vậy bà? Khôi hả? Còn ăn được không? Trời ơi, lên mắt luôn rồi, ăn được gì nữa. Lên mắt luôn rồi. Dạ ông bà, cô chú anh chị thân mến, hiện tại thì Sơn Ngọc đang có mặt ở trên khu vực rừng núi thuộc tỉnh Ninh Thuận. Và hôm nay Sơn Ngọc được anh của Sơn Ngọc chia sẻ cho Sơn Ngọc biết về hoàn cảnh của một bà cụ. Nghe nói là bà cụ hiện tại đang sống một mình ở trong một cái khu nghĩa trang, khu người mất ở nhà mình. Và được hôm nay là một cậu bé dẫn Sơn Ngọc đi thăm bà và để thông dịch cho Sơn Ngọc và hiểu tiếng của người rắc lây ở trên khu vực rừng núi này cả nhà mình. Và Sơn Ngọc có mang một số quà để đến thăm bà và tặng cho bà cả nhà mình ạ. Hiện tại cậu bé cũng đang giúp Sơn Ngọc mang một ít quà. Dạ Sơn Ngọc cũng hy vọng là ông bà cô chú anh chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc nha. Dạ cậu bé đang đi phía trước màn ảnh nhỏ cả nhà mình đây. Cậu bé mang một số quà cũng nhẹ thôi cả nhà mình, cũng không nặng lắm. Con trai ơi, năm nay con nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi rồi hả? Con học lớp mấy rồi? Học lớp 5. Thôi bây giờ con dẫn chú đi nha. Đi, đi con. Lớp 5 thì bằng cháu của Sơn Ngọc thôi. Nghe nói là bà rất là khó khăn luôn cả nhà mình, cho nên là anh của Sơn Ngọc có chạy với Sơn Ngọc để đến thăm bà và giúp đỡ cho bà một số quà. May mắn hơn thì nếu như có duyên với bà thì Sơn Ngọc sẽ cố gắng giúp đỡ cho bà nhiều nhiều hơn nữa. Ủa bà ở trong một cái khu nghĩa trang luôn hả con? Vậy là hiện tại mình đang đi vô trong một cái khu nghĩa trang hả? Nghe đến đây thì mình thấy cũng ly kỳ và kỳ lạ luôn á cả nhà. Wow, nhà ai mà để mấy cái trống trống ở trên kia nó quạt đùng 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 cái cả nhà. Tới rồi đúng không con? Xung quanh nhà của bà Sơn Ngọc thấy là đất cày lên, không biết là trồng cái gì đây mà Sơn Ngọc thấy có khoai mì rồi. Rồi con để quà vô trong nhà bà đi. Con chào áo quay. Con chào áo quay. Dạ. Con chào bà. Bà hiểu con nói không? Hiểu không? Rồi cho nên là hôm nay Sơn Ngọc mới nhờ cậu bé đi thông dịch viên này cả nhà. Con tặng cho bà gạo nè. Dạ. Dạ. Con trai. Con trai ơi, con tới đây con lấy quà con để vô trong nhà của bà luôn đi. Ủa bà ơi, ở đây chỉ có một mình thôi hả con trai? Dạ. Rồi bà có con cháu gì không? Không. Không có con cháu gì luôn. Rồi chồng của bà đâu? Bà không có chồng. Không có chồng luôn. Ủa vậy là bà ở như thế này là hồi đó tới giờ rồi. Dạ. Là bà cũng không có nhà dưới làng luôn hả con trai? Không. Không luôn. Bà có quan hệ gì với con không? Bà có dòng họ gì với nhà con không? Không hả? Sao con biết là bà ở đây được? Dạ, con đi chơi. À, con đi chơi, con thấy là bà ở đây hả? Con thấy bà ở đây khổ quá hay như thế nào? Con thấy bà ở đây khổ. À, con kêu bà ngồi xuống đi con. Ngon sao là? Bà ngồi xuống đi, bà ngồi xuống nha. Con biết bà năm nay khoảng bao nhiêu tuổi không con? Dạ. Con tên gì? Con tên Hà. Con ngồi xuống đi. Con tên Hằng. Hà. Hà. À Hà.
Hà ơi, con biết là năm nay bà bao nhiêu tuổi không? Con hỏi thử bà nói như thế nào. Bà biết tuổi của mình không? Bà không biết tuổi. Không biết tuổi hả? Rồi. Sao nhà của bà thảm ghê đó nha. Wow. Bà ơi, con tặng gạo cho bà. Dạ. Con xin phép chú Khâm, con tặng cho bà 10 kg gạo. Dạ, và con xin phép cô Phương, con tặng cho bà những cái món quà này để cho bà có cái ăn. Ở trong đây thì con mua mì tôm, nước mắm, dầu ăn cả nhà mình, nước mắm, xì dầu, bột ngọt, muối. Ở trong đây thì mì tôm để cho bà làm canh bà ăn. Thì lúc trước anh của Xuân Ngọc cũng đã có đến đây và thăm giúp đỡ cho bà một số quà rồi cả nhà mình. Thì Xuân Ngọc mua thêm lên cho bà, có gì bà để dành và ăn dần dần. Bà tự bà lấy gạo bà đổ qua một cái bao khác cả nhà mình. Và bây giờ là bà không biết tiếng kinh, tiếng phổ thông thì rất là khó để mà trò chuyện và gửi đến cả nhà mình. Không biết là ngày hôm nay bà ăn cái gì nữa. Bà ơi, cho phép con xem hôm nay bà ăn gì nha. Dạ, được sự đồng ý của bà Xuân Ngọc và gửi đến cả nhà mình nha. Trong đây có cơm cả nhà. Cái gì đây vậy trời? Hà ơi, Hà, con xem trong đây có cái gì vậy hả? À, thịt heo với lại mít. À, thịt heo với mít là như bà biết tiền không Hà? Không. Không hả? Bà ơi, bà biết Vinh không? Vinh đó bà. Bà biết Vinh không? Vinh. Dạ. Vinh là tiền á. Bà biết Vinh không? Bà không hiểu không? Cũng không hiểu luôn. Bà không biết tiền 1.000, bà không biết nữa. Bà dục, bà tưởng tiền là không biết. Bà tưởng là vỡ. Sao hả? Bà tưởng là vỡ tiền 1.000. À, tiền là bà tưởng là sách vỡ hả? Dạ. Tưởng là giấy. Ôi, bà múc gạo ở đó để làm gì vậy hả? Dạ không biết. Con hỏi thử xem. Con hỏi thử là bà múc chuyển gạo ở đó làm gì? Mò chỗ bà hai kìa. Bà cũng không hiểu Hà nói gì luôn. Trời ơi, như người rừng luôn cả nhà. Không biết tiền, không biết hiểu tiếng bên của con nói luôn. Bà cũng là người rắc lai đúng không? Nhưng mà bà cũng không hiểu tiếng con nói là như thế nào luôn. Dạ. Vậy thì thôi, với tiếng kinh, tiếng phổ thông thì làm sao mà biết được, đúng không? Rồi bà ở trên đây là ẩn danh trong này luôn hả Hà? Hả? Bà ở trong căn nhà này là ẩn danh luôn. Dạ. Rồi bà xót gạo ra để làm gì vậy nhờ? Dạ, không biết. Con nói là chú tặng cho bà hết á. Con nói đi, con nói là chú tặng cho bà hết luôn, chứ không có lấy lại đâu. Nói đi. Dạ, dọn đi cà mò. Bà nói gì? Bà nói là món này nhiều lắm. Nhiều lắm? Dạ. À, là bà lấy bà cắt riêng hả? Wow, Xuân Ngọc đi xung quanh nhà cho cả nhà mình xem nhà của bà cả nhà. Rồi bà để quá trời luôn cả nhà. Cây rồi bà chắp giá lại nè. Một chỗ bra hai kìa. Cái gì vậy hả? Hà ơi, con nói gì với bà vậy? Bà nói là cái gạo đưa cho con. Xúc gạo đưa cho con hả? Dạ. Rồi con nói sao với bà? Con nói khỏi đi. Khỏi đi à? Con kêu bà để dành ăn nha. Lê mộ lê vị lê vị cạo lê vị mộ mạ về mạ về cạo cạo ở lê mạ quá ở lê vị mộ bốc mồi chưa mồi bà tính là san sẻ một tí cho bé Hà nhưng mà
bé Hà nói bà rằng là thôi. Bà nói bà biết giàu. Nhà con cũng khó khăn luôn đúng không Hà? Bà biết giàu luôn. Ờ, Lê Bị. Ờ. Bà ơi, cất đi, tặng cho bà hết á. Cất đi. Mẹ Bị, gặp bà Lê Bị. Mẹ Bị, Lê Bị. Ở phía bên đây là căn nhà bếp của bà nè cả nhà mình. Ở rất là thấp luôn nè. Ở trong thì bà đang nhóm lửa. Nhìn y như cái chuồng gà luôn cả nhà. Thậm chí là thu luôn á, thu cái chuồng gà luôn á. Căn nhà của bà cũng như vậy nè cả nhà ơi. Mà cứ giấu thôi. Ở phía trên kia có hai cái cánh quạt. Không biết là ai đã làm hay là bà làm nhưng mà cũng như là gió nó quạt ra rồi nó kêu bon 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 ấy cả nhà. Mới giờ muốn ăn. Như là đuổi những cái con vật ra khỏi nó phá mùa màng của bà con á. Bà nói gì? Bà nói là dầu này cho con. À dầu này cho con hả? Bà không lấy hả? Sao lại bà không lấy? Con hỏi bà đi. Bà nói là nhiều lắm cho con. À, nhiều lắm cho con một ít hả? Là san sẻ cho con một ít gạo, rồi một ít mì tôm. À, rồi tặng mắm cho con hả? Với lại xì dầu. Rồi xì nước đây. Nước mắm ớt nước. Là lúc trước là anh con đến tặng cho bà nhiều rồi. Dạ, bà san sẻ cho bé Hà một tí. Ngọc. Thì thôi nếu như bà tặng cho con thì con lấy đi, cho bà vui. Nha. Tại vì nhà con cũng khó khăn cơ mà. Nha Hà nha. Dạ. Tôi đi. Bà gạo. Lý có mua không sao bà? Nghe cơ. Ơi không chồng không con không cháu luôn cả nhà, sống cô đơn ẩn danh trong khu rừng này luôn. Ôi nhiều lắm. À bà chỉ lấy gạo thôi đúng không Hà? Dạ. Bà chỉ lấy gạo thôi, còn mì tôm bà sang sẻ cho con một ít. Rồi những cái món đồ này á là bà cũng tặng cho con luôn. Dạ. À thôi bà tặng cho con thì con cứ nhận đi, con về con gửi cho mẹ nha. Ôi hả, chị chôn luôn rồi hả? Bà nói gì vậy? Một cái chị, chị cô rồi. Hả? Mình một cô. Không biết. Một cô yêu cô. Dạ, bà thương Hà, bà tặng. Chị có yêu cô một cô. Dạ. Rồi bây giờ bà không biết tiền rồi. Rồi bây giờ chú Sơn Ngọc muốn gửi tiền cho bà thì như thế nào hả? Hả? Bây giờ bà không biết tiền thì chú Sơn Ngọc muốn gửi tiền cho bà thì như thế nào? Chị... biết bà cho ông ở nhà cho người ta hả? Dạ, sao? Cho ông cho người ta hả? Bà có hay về làng không? Không, bà ngủ đây ăn đây. Ngủ đây ăn đây luôn là qua năm suốt tháng không về làng. Lúc về cái lúc không về là cho ông là ông nào hả? Là có quen biết với bà không? Ông ở dưới làng. Ông là ba của bà hả? Không, chồng của cô nhỏ. Chồng của cô nhỏ là sao hả? Ở đây là không biết con biết. Là nói chung là bây giờ gửi tiền cho bà là bà đi cho người ta đúng không? Dạ, bà cho không giữ. Ông ở dưới làng cho hết luôn. Rồi hôm nay bà có thịt bà ăn kìa. Là bà đi mua hả? Con hỏi thử xem hả? Không, thịt của chú Bắp mà lúc đó. Chú Bắp hồi bữa đến thăm rồi cho đúng không? Hả? Dạ thưa cả nhà là anh Bắp 85 á, là anh của Sơn Ngọc. Bữa đến đây là tặng cho bà rất là nhiều quà. Và hôm nay Sơn Ngọc đến đây thăm bà là cũng được anh Bắp 85, anh của Sơn Ngọc chỉ cho Sơn Ngọc để mà đến đây giúp đỡ cho bà thêm các nhà mình. Mấy anh em Sơn Ngọc cố gắng giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Rồi. Bà không có đồ nhiều để mặc không hả? Bà không để dành ăn hả? Ông muốn bóc ra nè, muốn bóc ra nè. Ồ, bé bé. Má không? Má, Lê có một vậy. Con nói gì vậy hả? Má nói cho con. À, con từ chối đúng không? Dạ. Con từ chối như thế nào?
Con nói là không ăn. À, không ăn hả? Không ăn là bà cất lại. Thôi, bà thảo lão ghê không? Cả nhà bà lấy những cái món đồ. Theo Sơn Ngọc gửi là đây là những cái món đồ của anh Bắp đã tặng cho bà. Bây giờ bà lấy bà tặng lại cho bé Hà. Trời ơi, bà sang sẻ hết cho bé Hà luôn rồi. Hà ơi. Bà không để dành bà ăn rồi bà tặng cho con hết rồi. Bà ơi, bà để dành đó bà ăn đi. Nha, để dành ăn. Bất ơi. Bé Hà còn có mẹ để lo nữa. Dạ, bé Hà có mẹ để lo cho bé Hà mà. Còn bà ở trên đây có một mình thôi, đâu có ai lo lắng cho bà đâu. Cho nên là bà để dành đồ ăn bà ăn nha. Dạ. Mẹ ở cái chỗ kìa. Dạ. Cái chỗ. Bà có ước mơ gì không bà? Bà có ước mơ, có mong muốn gì không? Con hỏi thử xem đi Hà. Con hỏi thử bà có ước mơ, có mong muốn gì không hả? Bà không biết. Không biết. Trời ơi. Kiểu như bà là như một người rừng với cái nhà sống ở trên núi nè. Ở trong một căn chòi làm hầu hết là bằng lá buông này cả nhà. Lá buông nè. Được mấy tấm tôn che ở trên đây. Rồi không biết tiếng phổ thông nè. Tuy rằng là bà là người rắc lây nhưng mà bà cũng không có hiểu người rắc lây nói như thế nào luôn. Rồi tóc tai không cắt nè cả nhà. Móng tay móng chân cũng y nghiêng luôn. Trời ơi. Bà không chồng không con luôn cả nhà. Quá là khó khăn luôn. Không biết là bà có quần áo nhiều hay không nữa. Hiện tại Sơn Ngọc thấy bà mặc bộ quần áo rất là thương luôn cả nhà. Vừa rách mà vừa cũ nữa. Không biết là bà sử dụng nước ở đâu vậy Hà ơi? Nước. Nước lấy sao? À cái suối mà nãy con với chú đi qua đúng không? Dạ. À. Sống cô đơn một mình trên này. Thấy thương cực kỳ cả nhà. Rồi hiện tại bây giờ Sơn Ngọc cũng khó quá, khó chia sẻ đến cả nhà mình quá. Tại vì bà không nói chuyện được á. Khó quá cả nhà mình. Để Sơn Ngọc hỏi xem thử là bà có biết tiền hay không nha. Bà ơi, bà biết bên đây bao nhiêu tiền không? Bà biết Vinh không? Dạ, Vinh. Bao nhiêu Vinh nè bà? Bao nhiêu Vinh? Bao nhiêu á bà? 2.000. Bà không biết tiền là gì luôn. Không biết 10.000, 2.000, 1.000 là gì hết. Coi như là giấy thôi. Dạ. Vậy nếu như vậy thì sao mà chú tặng tiền cho bà được? Không biết. Bà ơi, bà có nuôi ma nú không? Ma nú. Dạ. Không có nuôi không? Ma nú của bà có nuôi không? Ma nú. Không, không nuôi ma nú hả? Nuôi ba con nè. Bà nói là nuôi mấy con gà. Ba con. À ba con gà là ba con ma nú. Bà có nuôi un không? Un đó bà. Mô rô un chè. Hả? Mô rô un chè. Un. Heo. Bà nói không nuôi. Không nuôi un. Dạ. Nhà cái đó mà nó mới lên toàn nó rạ. Bố mà nó mì. Bà không nuôi un, rồi bà cũng không nuôi bò, nuôi dê gì luôn. Mà thì ta nuôi. Là không nuôi gì hết. Dạ. À, chỉ nuôi được ba con gà thôi. Dạ bà đến đây tí nữa con chở Hà về rồi con mang về tặng lại cho Hà. Dạ thưa cả nhà, bây giờ hiện tại là Trang Ngọc có thể nghĩ ra rằng là cách tốt nhất để tặng bà là tặng cho bà một cái căn nhà mới để bà ở cả nhà mình. Tại vì căn nhà này hiện tại Trang Ngọc thấy rất là xót xa luôn cả nhà. Tặng sữa cho Hà nữa. Và bà ăn cơm chưa? Bà bóc bu chưa? Bóc bu bà. Bóc bu đúng không Hà? Bóc bu là ăn cơm đúng không? À, bà bóc bu chưa?
Bạn ăn cơm rồi? Dạ không. Trời ơi, khó quá. Bà múc từng chai nước ở dưới suối lên để bà dự trữ nè cả nhà. Dự trữ rồi uống. Trời ơi, chai nước gì mà đen hết luôn rồi. Bà ơi, chai nước đen hết rồi. Dạ. Ủa cái gì vậy bà? Khoi hả? Còn ăn được không? Trời ơi, lên móc luôn rồi, ăn được gì nữa. Lên móc luôn rồi. Dạ. Lên móc rồi. Dạ khó quá cả nhà mình. Cả nhà mình cho Sơn Ngọc biết là rằng là bây giờ Sơn Ngọc muốn giúp đỡ cho bà, thì Sơn Ngọc giúp đỡ cho bà cái gì đây? Bây giờ là bà không biết tiền nè, rồi đồ ăn thì hiện tại bà cũng có một chút, giờ bà cũng san sẻ cho Hà. Rồi uống sữa nè. Sữa ngon không Hà? Ngon hả? Con kêu bà uống chung với con luôn đi Hà. Hà, con kêu bà lấy sữa uống chung với con luôn nha. Con hỏi bà ở trên đây có buồn không? Hà, con hỏi hư bà trên đây có buồn không? Chắc bà con hiểu Hà nói cái gì đâu ha. Con hỏi thử đi, con cứ hỏi thử xem thử bà hiểu không. Mọ. Rồi như mít là bà trồng hay là bà mua của người ta hả? Hả? Mít á? Mít bà trồng hay là bà mua của người ta? Bà trồng hả? Mít bà trồng để bà có bà ăn. Chắc là bà lục đồ bà lấy thêm tặng cho Hà nữa rồi. Đúng không? Đúng không Hà? Thì là bà cũng thiếu thốn nhưng mà bà muốn san sẻ cho Hà ăn không à cả nhà. Nóng hả bà? Nóng đúng không bà? Nóng đúng không? Dạ. Dạ. Tiếng kinh Thiên Phổ Thông cũng không biết nè. Tiếng Đắc Lây cũng biết đôi chút thôi cả nhà, cũng không hiểu nhiều. Và sống không chồng, không con, không cháu, ở trên này chỉ có một mình thôi. Trời ơi, rất là cực khổ luôn cả nhà. Dạ, hôm nay con Sơn Ngọc xin phép chú Khâm, con mang 10 kg gạo của chú lên tặng cho bà. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Và con chúc chú và gia đình chú luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Dạ thì con mua thêm những cái món đồ nhu yếu phẩm trong gia đình nữa, là con xin phép con trích số tiền của cô Phương ở nước ngoài ra. Con mua những cái món đồ nhu yếu phẩm là trừ gạo ra là 150.000. Thì tổng cộng một phần quà hôm nay Sơn Ngọc mua tặng cho bà là 320.000 cả nhà mình ạ. Dạ con cũng không quên, con cảm ơn cô Phương ở nước ngoài rất là nhiều ạ. Con chúc cô Phương và gia đình của cô luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ cả nhà mình cho Sơn Ngọc ý kiến là khi mà giúp bà thì như thế nào cả nhà mình nhé. Tại vì bây giờ là bà không biết tiền thì cho nên Sơn Ngọc cũng không dám gửi tiền cho bà, sợ rằng là bà xé bỏ hoặc là bà vứt đi. Bà coi cái đồng tiền nó y như là một cái tờ giấy vậy đó cả nhà. Sợ rằng là bà vứt đi thì nó rất là phí.
trại con trích số tiền của cô Phương ra là 150.000, con mua một ít đồ nhu yếu phẩm tặng cho bà. Thì hôm nay Hà ơi, con ngồi xuống đây đi Hà, con ngồi xuống đây đi nha. Hôm nay được sự giới thiệu của bé Hà dẫn Sơn Ngọc lên trên đây để mà giúp đỡ cho bà. Thì con cũng xin phép cô Phương nước ngoài con tặng cho bé Hà một chút tiền để bé có một ít tiền bé đi học ở nhà mình. Hà ơi, chú tặng cho con 200.000 nha. Nha. Được không? Đây, chú tặng cho con nè. Rồi bây giờ con nhìn lên đây con cảm ơn cô Phương đi. Con cảm cô Phương. À giỏi. Rồi con dùng số tiền này để làm gì hả? Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ hả? Đưa cho mẹ để làm gì? Thịt cá ăn. Để mua thịt cá ăn. Dạ. À, rồi bây giờ chú gửi tiền cho con rồi con lên đây con mua tặng đồ ăn cho bà được không? Được. Được hả? Ừ. Con biết mua gì cho bà không? Hả? Không. Không hả? Rồi không sao con đó được. Khó ghê cả nhà mình. Nếu như bà hiểu một chút á thì tiện cho Sơn Ngọc rồi. Sơn Ngọc gửi tiền cho bà luôn để bà mua đồ ăn. Bây giờ cho bà tiền thì bà cũng không biết tiền như thế nào nữa. Dạ thì cả nhà mình cho Sơn Ngọc một ý kiến nào đó nha. Thì bà không biết tiền nè, không biết tiếng phổ thông nè. Đấy, cũng rất là khó cả nhà mình. Dạ, Sơn Ngọc cảm ơn ông bà, cô chú chị mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sơn Ngọc nha cả nhà mình. Dạ thì Sơn Ngọc cũng xin phép khép lại video tại đây. Sơn Ngọc cảm ơn ông bà, cô chú chị mình rất là nhiều ạ. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Lại con không quên một lần nữa con cảm ơn chú Thăm rất là nhiều. Con chúc chú và gia đình của chú luôn có thật là nhiều sức khỏe. Con cảm ơn cô Phương ở nước ngoài. Con chúc cô Phương và gia đình của cô Phương luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye. Bye bye Hà ơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye bà.